Ờ, may quá mà không phải con bạo tố nhá, không phải con bạo chúa nhá. Đây là nghĩa là phải đổi sang cái kiếm Phơ Nia bán luôn không nhỉ? Có nên đổi kiếm Phơ Nia luôn không? Duy Đặng chưa có người yêu, mặt cười chảy nước nhìn thấy Hoài. Nhìn thấy Hoài gì? Nhìn thấy em đi chơi với người yêu á. May quá. Con giống đều mà con đều đi sao? Gặp ghê phết. Đầu game gấp toàn thụt mà lên gấp ok phết nha mọi người. Zuka á. Được được Zuka được. Sửa sai nhá, Zuka có một pha sửa sai ok đấy. Trần Văn Khá, chị lên đồ gì thế, không lên xuyên bắn gì? Xuyên bắn gì? Xuyên này lên cái này đang lên đây mọi người ơi. Anh em nói không chơi Lafi được nữa, Lafi thì nó thường lên xuyên. Cứ hòa mình quên rồi. Mình quên quên quên. Ra thì thôi mà đỡ sợ Thành Vũ nha. về miền Nam không bé. Người Việt Nam không bé sao có anh ạ. Nhà em không có trai. Nhà em giờ em phải để trông gần người nên trông ở dưới được thì tốt nhất. Anh nào ở rể thì liên hệ em. Nhà em là khuyến khích ở rể nha mọi người. Trước khi là bố em có nó cũng khuyến khích ở rể nha. Tại vì nhà em không có con trai mọi người thôi. Nên em chỉ có hai chị em gái thôi. Ai ở rể được thì tốt mọi người nhá. Cầm Thảo, ép phôn thủ. Ăn con rồng đi. Support điều ấy. Mình bữa hai lên đồ cái gì đấy. Mình bữa đã lên cái gươm sấm sét rồi. Bỏ cái song đao đi. Bỏ cái song đao đi mà đổi lên cái nhanh đi mọi người. Hoàng Đức Hải, tháng trước Tàu Anh vào Đà Nẵng lên bờ chơi gặp Tú Tật. Thật á? Thật á? Ghê trời. Hẹn được Tú rồi à? Thua người mà anh em, thua người mà. Chúng sắp câu rồi hả? Trần Văn Khá, mấy bố vô xem đánh ít xem gái nhỉ. Rồi đấy, mọi người nhìn rồi đấy. Rạt như hịch map ơi anh em ạ. Rạt đánh như hịch map. Win được không ta? Thì đừng chết mất hai thằng rồi. Không win được, chết mẹ hai thằng của nó chịu đang hết chiêu hai. Mà nó đá kìa, nó đá kìa mọi người. Nguyễn Trung, đầu khất nhớ để một slot đó nha. Lè lưỡi dán tem. Em ơi, xin mình ra sau đấy. Bỏ đi. Sai đâu, bùa xanh trong bùa xanh nói môi. Sợ quá, sợ quá. Mày đấy. Ai bảo lại đi, ai Duy Đặng, em gái châm sinh cực, mặt cười chảy nước. Không, em sai rồi, em có chị gái mà, không có em gái. Em có chị gái rồi. Úi giời ơi. Thả chưa anh em ơi, thả chưa cho hỏi là thả chưa, thả thả nào đấy, thả trên nhá. Thả trên nhá anh em. Let's see what's to offer down. Zuka theo đằng đấy nhá, Zuka, Zuka theo đấy đi. Zuka theo con rồng nhá, Nguyễn để đi Văn con Diễn, để đi mình đi ý thẳng. Là gọi cậu Lúc bằng cậu. Em ấy. Sao lại gọi cậu bằng em? Mày sai đó. Nào thì cái trâu được cái gì đâu. Thì cái trâu. Hết vị ngay, đi rồi anh em. Trung Hà, bao chị Trân sinh năm bao nhiêu? Chị á, chị 2K7 nhá. Đi rồi, 67 sao mọi người ơi, 67 sao chào anh em nhá. 70 sao chuẩn bị chào mọi người. Thần quang cái cho nó rực rỡ mọi người nhá. Nào biệt đây. Cầm Thảo, 1.000. Mẻ rồi, có hồi sinh nữa. Tôi không kịp bắn cho hồi sinh của mình. Thỏ đấy mọi người đang nằm đây lại thỏ bé lại cho mọi người xem nhá. Đây. Thỏ ơi lại mọi người đây bẩn như cái rể thau đây dậy. Nguyễn Văn Quân, hello baby, hello anh Quân nhá. Cháu 7 sao cho anh em nhá, 70 sao làm thì quyết tâm lên 70. Hôm qua lên được 68 tụt rồi ạ. Bắn như vậy hạng ba, bắn lòi cái súng ra vẫn hạng ba hạng nữa. Ê Nam thua, Nam yếu hết á.
chữ AD mà đang yếu vậy. 289924 mọi người nhá. 289924 nhá. Nếu như mà game đấy mà mình lên được cái kiếm phương đi thì ok hơn mọi người ạ. Nguyễn Minh Duy, chị còn đi học không? Chị còn nhá mọi người. Bữa nay thôi cút. Vừa phải rồi. Anh em sao vô đấy, chị vẫn tạo phòng, mọi người tin tâm vô nhá, anh em vô được. Cầm Thảo, chơi vơ vét ít chị. Chị không biết chơi vơ vét mọi người ơi. Bảo chị chơi vơ vét thì 97 đi học thôi, 97, ai 97 ấy. Nhìn anh em có biết câu của Mark Lely không? Học, học nữa, học mãi nhá. Đi ra con, đi ra lại đề bàn phím mới đây. Đây, thỏ chào mọi người đây. Thỏ chào cô chú ý con, nhanh, ngồi vào đây. Chào Nhân mọi Minh người Vũ, nhá. Chanh chanh. Hello, Minh Vũ nhá, chào Minh Vũ. Chào mọi người nhá. Nha, chào mọi người đi, mọi người mắt đang nhắm ngủ, mà đang buồn ngủ đây. Em chào, chào chưa? Chào anh em chưa? Nhanh, gọi view về mọi người, thỏ gọi view về đây. Mèo thần tài. Nếu con này là để gọi view về đấy mọi người, anh em biết con mèo thần tài mà. Nguyễn Đình Dũng, trận sau còn cho vô không chị? Dũng là mày chơi, mày là đứa nào? Em sợ chuyện lau, không có lau lủng gì đâu mọi người nhá, để mình pick tường nữa. Làm trận John đi, làm trận Zenica đi nhá. Zenica đi. Rồi. Là chào mọi người đây. Mọi người biết ở trong một cửa hàng ấy, đấy, có con mèo thần tài không? Nói như này này. Trần Văn Hồng, mặc cái áo khoác vào cho đỡ lạnh em mùa đông mà nhìn em mát mẻ quá. Lạnh như mọi người, ấm này. Trong phòng thì không lạnh, trong phòng thì không lạnh. Nó cứ nằm đèo cái bàn phím thôi mọi người. Ăn thì nhiều. Mình bảo nó là 3 cân thì thịt nhá thỏ nhá. Chỗ em đang mưa. Thế lắm. Thế là nó hiểu được lòng mình hay sao, nó nghe được, nó hiểu tiếng người hay sao, người ăn nhiều lắm, còn ăn nhiều lắm. Cứ tâm lên 3 cân để được thịt thế ra, người ăn nhiều lắm. Đến 5 spot. Biết spot không? Không. Thế spot đi cho quên. Thế có tàng hình nó mà biết y lưu vậy ạ. Rồi biết thêm gần ạ. Trung Hà, cưới đi chị ơi. Nhưng mà cưới ai? Cưới ai mọi người ơi? Nhưng mà lấy chồng sớm làm gì mọi người? Ê mấy bạn mình lấy chồng con vào xong rồi suốt ngày chồng với con mọi người mệt mỏi lắm thật sự luôn ấy. Mấy đứa bạn mình lấy chồng xong rồi bây giờ chỉ suốt ngày chồng con thôi, gọi rủ đi đâu có được, đi được đâu. Rủ đi uống nước, cà phê này nọ có đi được đâu mọi người. Nhờ thỏ nhờ, đúng không con? Nguyễn Minh Duy, khi nào cưới mời em? Ok nhá, nhớ đi đấy, thằng Duy tao nhớ, thằng tao ghi thằng Duy đấy, Nguyễn Minh Duy đúng không? Tao gửi thiệp đến tận nhà luôn. Con hôm nay phải lên 6x chứ, mọi người lên 7x chứ. Mình vẫn gay, anh em nhớ hôm qua ai xem cái trận mình chơi mà gặp con, mình chơi ET xong gặp con QC không? Mình hy vọng nay gặp được lại, Nguyễn gặp lại Minh nó. Nguyễn Minh Vô, thua này SS. Mình thua nữa. Mình đang muốn gặp lại con Huế hôm qua, con Huế. Tên nick nó là Huế và nó chơi con Crazy nha. Cay thật sự luôn. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Cái giọng miền Nam hay hơn nhỉ? Thanh Phong, ở đây có gì zip? Ở đây có gì? Ở đây có gì zip ra sao? Thảo ơi, có 5 zip cha nhá, không phải nghe vào đấy đâu. Xong một tí mẹ ấn nhầm đi. Ngô Yên. Nam Yên. Nam Yên. Ngoan. Nguyên Minh Vu, trận này thua nha. Cái gì nữa? Thua hay không đâu phải cho mày quyết định hả Vũ? Thua hay không là nằm trong tay chị nha. Nó có gì spot đấy nhỉ? Chị quên rồi, nhìn ra. À, Ilu. Hồ Thành Đạt, hi chị. Hello Thành Đạt nhá. Our Slayer Lane Tower is under attack. Nhá nữa. Mấy con chim mà đi lên một nhịp rồi người ạ. Đi thì mất chim. Đi thì mất hết chim à? Nguyễn Minh Duy, khi nào cưới xếp thịt đến 78? Cái gì nữa?
Xếp thiệt đến đâu? Đến 78 bao nhiêu? 78 bao nhiêu? 78 à? 78 là Phú Yên đấy mọi người. Như 78 là Phú Yên, đúng không? 78 là biển số xe của Phú Yên á. Nguyên Minh Vô, thế luôn S này đánh như gì ấy chị à? AD này, ý là mày đang nói AD team mình hay AD team bạn? Con này khỏe mà. Con này solo đâu ngã thằng nào đó mọi người. Đây khỏe lắm mọi người ạ. Cầm Thảo, giúp chị lên 400 mắt X. Lùi kìa đã. Yếu hết rồi, em ơi. Em ơi, yếu lắm rồi. Ba thằng yếu hết mọi người ạ. Thôi yếu. Nón rồng kìa, ơ chứ. Mọi yếu nón rồng mọi người ơi, thằng Quy lên vào nó vết hết rồi mọi người. Quy lên vào nó vết hết đấy. Trời ơi, yếu hết, trời ơi là trời ơi. Thôi điện rồi. Cầm Thảo, lên khách chỉ biết em nam hay nữ. Cầm Thảo á, Cầm Thảo là nam nhá, chị đoán mình là nam. Cách nói chuyện của thằng Thảo ấy biết là nam nhá. Nếu vẫn nữ là chuyện nó khác đó mọi người. Nghe mấy bà chưa ai cho mình xin một like một comment nha. Đáng không? Chẳng như chị đi em. Xích sắc thôi. Úi dồi đái, úi dồi. Cút ngay. Đái đây. Úi dồi đang. Ê kìa. Thằng điên. Đang bắn đây hút hút mọi người ơi. Cầm Thảo. Đúng luôn. Cái gì nữa ha? Mình cũng giới tính nữ đấy mọi người. Ít nhất là trong căn cước công dân cũng là giới tính nữ nha. Mình là thấy mua lại một cánh tim đấy mọi người, lại phải cánh tim rồi đó. Thằng nào nãy mồm thơm đấy, bảo cua thật nhá. Nguyên Minh Vô, làm tí công nghệ mép sáng không ấy nhỉ? Tiền đâu mà làm công nghệ mép sáng mọi người. Mép sáng mà có tiền mua được nha. À, tài trợ cho mình tí mép sáng nhở. Tài trợ tí mép sáng mình gọi là bán map, bán thách map cho. Ê, con là yếu kia, người Inu trắng kìa, Inu trắng máu kìa, yếu hết trời ạ. Lê Đức Phúc, game này thua rồi. Không sao, vẫn là kèo được nhá. Hai con AD có khả năng lật kèo cực ca là con John và con Senica nha. Tôm một lật kèo. Từ 20, Chrissy 20. Cái con nằm cần xanh nó xanh hết đấy mọi người. Nó cần xanh nó xanh. Lê An, hello Trâm Sinh. Hello anh Lê An, nhớ chào anh. Ai tận sai không? Ê Dương à, Dương tặng ra sao ạ? Cảm ơn Dương nhá. Đấy mọi người tặng mỗi lần 10 sao bắt mình cảm ơn đấy mọi người. Không cảm ơn thì bảo là vô ơn. Này Dương, tôi chơi nữa. Vô ra mời. Vô đưa ta lên 7x á. Cầm Thảo, chị có chơi Roblox không? Chơi gì em? Chơi con gì cơ? Chị chưa nhìn rõ là chơi cái gì. Chị có chơi Roblox là gì rồi? Ừ, nó bắt chưa ai thì mình không bắn nữa nhé. Đau thế. Mẹ nó đánh đau phát tái mọi người ơi. Ngay đi. Mình dừng ngơi mày bảo đấy. Nó kêu là đi được. Cao Minh Quân, hello. Chào Minh Quân, chúc bạn xem livestream vui vẻ nhé. Bảo không được support mà đi dùng non vãi luôn à. Cầm con quy đen non chết thôi. Con dây fit ở đây sao về chưa? Không chắc chạy à. Từ nay từ nay cái này phải trông chờ chị cái này đấy đó chứ bạn. Bảo kê chị chắc kệ tin. Bảo kê chị Nguyên Minh Vô, chị chỉ chơi công nghệ LQ thôi. Công nghệ chị chỉ chơi Liên Quân đó mọi người. Tại vì một phần nữa là mình đang là người quảng bá cho game Liên Quân nhá, nên là mình không chơi game khác được. Với cả mình cũng không muốn chơi game khác. Tính mình là cái người rất là gọi là sao nhỉ, gọi là rất là trung thủy.